ra những khoảng trống thì nền tảng thể lực nguy hiểm. Cover. Không phải như vậy là bóng đã đập vào cột trong. Tỷ số 2-1 dành cho Phú Mân. Cú đúp dành cho Công Mạnh. Quá nguy hiểm với cao thủ Phú Mân. Một màn nội ngược dòng diễn ra trong hiệp 1. 4 trận đấu tứ kết, 3 trận đấu đã phải giải quyết trên loạt PT. Năm đại diện của Yên Phong cứ hỏi Hùng Cá Rô. Hùng Cá Rô! Đó là đẳng cấp. Một pha đi bóng tốc độ và sau đó làm cú dứt điểm trái phá của Hùng Cá Rô, tỷ số là 1-1. Ấn Độ thì sẽ cố gắng để tạo ra độ khó này cho game một chút. Điều quan trọng là tinh thần của câu lạc bộ lại đánh mất đi từ hiệp 1 rồi. Vẫn có những khoảng cách, khoảng thời điểm. Bàn thắng thứ 4 rồi. Đó là Tiến Linh. Quá đơn giản. Thời gian là rất ít của cầu thủ lạc bộ lần này cho một sự quyết tâm để giành chiến thắng. Đây rồi, sút ra ngoài. Ôi, chẳng may vào mất rồi, 2-0. Một tình huống ngã ra và không may, bóng đi vào lưới. Tai nạn của Đại Lâm. 2-0. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại. Một rõ ràng là một đường cố tình truyền ra ngoài rồi sau đó lại pha bóng không ngay, ngã vào bóng. Vẫn là những pha xử lý tới từ vị trí của Thế Tài. Hoàng dứt điểm. Tuyệt vời. Một tình huống kiến tạo của Hoàng Quốc. Và Hoàng Lợi đã lập công. 1-0 dành cho đội Hấp Đồn. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 24 của trận thi đấu. Và quan sát nhanh của Hoàng Quốc đã đưa ra một pha kiến tạo thuận lợi dành cho vị trí của Hoàng Lợi. Và với pha kiến tạo như vậy thì cơ bàn thắng thứ 2, cú đúp dành cho Hoàng Lợi. Tuyệt vời. Quá khó khăn dành cho Đồng Xá rồi. Cơ hội phản công. 3-1. Hoàng Lê hat-trick rồi. 3-0. Đủ thời gian ngắm nghía và xử lý, loại bỏ một cầu thủ áo xanh và bình tĩnh dứt điểm. Hat-trick dành cho Hoàng Lợi. Quá tuyệt vời. Quá hay. Tiền đạo ngôi sao lên tiếng đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm. 3-0 dành cho Hấp Đồn. Hữu Hải, Hữu Hải, Hữu Đồng đã lập công. Một tình huống bóng đập bật, bàn thắng được ghi ở phút 56. 10-0 dành cho Đạo Trung. Quá hay rồi. Sự quyết tâm và nỗ lực tuyệt vời của các đội Đạo Trung đã mang về thành quả một bàn thắng của Hữu Đồng. Lợi thế hai bàn vẫn đang thuộc về đội tuyển trả cơ. Rất tuyệt vời. 1-2 dành cho các đội Quan Đình. Và người lập công đó là đội trưởng Văn Độc. Đúng là sau khi nghỉ giữa hiệp thì Văn Độc đã sốc lại tinh thần của anh em và cảm giác bóng đã tốt hơn. Họ đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt từ rất sớm, những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Nếu như đó là bàn thắng thì có lẽ dấu chấm hết dành cho Tiền Trà. Dấu chấm hết dành cho Tiền Trà. Hữu Khải đã nghĩ rằng đó có lẽ là một tình huống đá biên và anh đã không chủ động bắt bóng trong tình huống đó. 3-2 dành cho Quan Đình.
rất nhiều các vị trí của Yên đang có thể dứt điểm trong tình huống đá phạt này. Chúng này mà nữa, người mà đang dỉ tay Hồng Sơn, rồi có lẽ sẽ là một tình huống phối hợp. Cầu thủ Đồng Bài đã phải đập tới 5 rào trong tình huống này. Rất nguy hiểm. Hồng Sơn! Tuyệt vời! Hồng Sơn chút về, có thể nói là tuyệt vời! Quả sút vào đã vượt qua tới 5 giờ! Và găm thẳng vào hộp chữa! 3 dành cho Yên Đăng! Đúng là một màn hội ngược dòng, kịch bản khá giống với trận đấu Quan Đình và Tiên Trà. Dứt điểm! Quang chùa tuyệt vời! 2-1, dấu chấm hết dành cho Vương Giá. Những nỗ lực dứt điểm của Quân Chùa, một pha dứt điểm quá căng, bóng đi vào góc chữ A khiến cho Bá Lập chỉ còn biết đứng nhìn thôi. 2-1 dành cho Cách. Rất kinh nghiệm, Quân Chùa đã đứng dậy và cười rất tươi. Chúng tôi đang muốn thấy độ nụ cười của Quân Chùa, chính xác là như vậy. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.